MV Love Queen O. Bắt đầu bằng phân cảnh, hai nhân vật chính bị truy đuổi bởi một khối lập phương. Trong thế giới đó, IU vào vai một cô gái câm và V là người có vấn đề ở một mắt. Họ là những kẻ khác biệt so với số đông. Theo đạo diễn MV, Tae-hwa cho biết khối lập vương Nemo thể hiện sự phân biệt đối xử mà hai nhân vật chính phải đối mặt, ẩn chứa những hình thức phân biệt và áp bức vẫn diễn ra thường trực trong đời sống hiện nay. Trong lá thư IU gửi tới công chúng trước khi phát hành Love Queen O, IU đã đề cập về thế giới trong MV và ngoài đời. Cô nàng viết rằng một số người cho rằng hiện tại là thời đại của thù hận. Chắc chắn rằng thời đại này không dành cho sự lan tỏa của tình yêu, một thế giới xám xịt. Lòng người ngày càng trở nên lạnh lùng, thù hận và vô cảm. Trong MV, các khối Nemo có thể đang ẩn dụ cho sự thù hận, lạnh lùng và vô cảm mà IU đã đề cập đến trong bức thư. Cách truy đuổi dồn hai nhân vật chính vào đường cùng của khối Nemo, giống với những kẻ luôn ghen tức và muốn vùi dập kẻ khác ở ngoài đời. IU và V hóa thân thành hai kẻ khác biệt với số đông và có khiếm khuyết. Họ là những con người bị xã hội cô lập và ghét bỏ. Khi IU và V chạy trốn vào một tòa nhà đổ nát, cả hai phát hiện ra một chiếc máy quay cũ. Trong đó, họ nhìn thấy vẻ đẹp đẽ của tòa nhà trước khi nó bị tàn phá. Theo đạo diễn Tae-hwa, máy quay là một thiết bị quan trọng, cho phép chúng ta nhìn thấy những điều tươi đẹp trong thế giới khắc nghiệt. Anh chia sẻ rằng, mặc dù thời gian trong MV là ở hiện thực, nhưng những bối cảnh hiện lên trong máy quay là ở quá khứ, thuộc về một thế giới bình yên trước khi tất cả trở nên vụn vỡ thành những đống đổ nát. Ống kính máy quay cũng chính là bộ lọc của tình yêu, thông qua đoạn phim được khắc họa. Trong chiếc máy ghi hình, thế giới trông thật hạnh phúc, đối lập với sự nguy hiểm và đổ nát ở thực tại. Cả hai nhân vật chính cùng nhau tận hưởng niềm hạnh phúc chỉ có trong tưởng tượng của bản thân. Sau đó, IU và V đã tìm thấy một bộ váy trắng và bộ tuxedo. Bộ váy cưới và bộ tuxedo chính là biểu tượng cho ý nghĩa kinh điển nhất, trái ngọt của tình yêu. Cả hai cùng nhau tận hưởng những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi. Núi quần áo ở đầu và cuối MV có thể được lấy cảm hứng từ tác phẩm nghệ thuật Versions của nghệ sĩ đương đại Kristen Botensky. Tác phẩm mang ý nghĩa cho việc cái chết là điều không thể tránh khỏi. Trong bức thư giới thiệu album, IU chia sẻ, kể từ năm 18 tuổi, khi cuộc đời thay đổi chỉ sau một đêm và tôi nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả, chưa bao giờ tôi ngừng suy nghĩ về một ngày khi tất cả kết thúc. Tôi cho rằng đó là một trải nghiệm cô đơn, đáng sợ nhưng cũng là một phần tự nhiên của cuộc sống. Ngoài ra, tác phẩm Persons cũng được cho là để tưởng nhớ cho sự ra đi của những người Do Thái bị áp bức trong lịch sử. Họ bị lấy mạng một cách có hệ thống trong cuộc diệt chủng. Như mình đã nói ở trên, hai nhân vật chính là những kẻ bị xã hội cô lập và ghét bỏ. Những người khác biệt giống với IU và V bị chiếc hộp Nemo, thứ tượng trưng cho những kẻ vô cảm, muốn dồn người khác vào đường cùng truy đuổi. Kết cục, thân xác của những người này tan biến, chỉ có quần áo còn sót lại, tạo nên núi quần áo ở đầu và cuối MV. Tác phẩm Persons cũng từng xuất hiện trong MV Spring Day của BTS. Ở cuối MV, khi bị dồn vào đường cùng, IU cầm gậy lên, định đập nát khối Nemo. Nhưng sau đó V đã giành lấy chiếc gậy và trực tiếp đập nó. Anh chàng biết chiến đấu trực tiếp với khối vuông rất nguy hiểm nên muốn làm thay IU. Cảnh ấy giống với mối quan hệ ấm áp giữa IU và fan của cô nàng, Vena. Trong bức thư giới thiệu album, IU chia sẻ, sở dĩ tôi, một đứa trẻ bi quan và thường lo lắng, lại có thể thay đổi nhiều như vậy. Có lẽ là vì hơn 10 năm nhọc nhằn vừa qua, luôn có những người ngày ngày an ủi tôi, không quản mệt mỏi. Nhờ họ mà giờ đây, khi nghĩ về cuộc đời của mình với tư cách là IU, tôi chưa bao giờ cô đơn dù chỉ một giây phút nào. Gửi đến những người hâm mộ nhiệt thành của tôi, những người không bao giờ để tôi cô độc. Khi cả hai bị dồn vào đường cùng, cả thế giới bỗng chuyển sang màu đỏ. Trong concert Golden Hour, IU đã chia sẻ, khi khoảnh khắc trở nên quý giá, đến mức bạn muốn thời gian ngừng trôi, thì thế giới của bạn sẽ chuyển sang màu đỏ rực rỡ. Ở khoảnh khắc ấy, màu xám ở hiện thực được thay thành màu đỏ. Dù kết cục có ra sao, họ cũng từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Đạo diễn Tae-hwa cho rằng bản thể của thế giới quan là một phạm trù vô thực và trừu tượng, tách rời khỏi thực tế, nên chúng tôi luôn hoan nghênh những cách giải thích khác nhau dựa trên các góc nhìn về MV. Vậy các bạn có cách phân tích nào khác không? Hãy chia sẻ dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video phân tích sau.